tính mua chuộc hả? Đại ca đã ra lệnh tiêu diệt mày. Chú cho con xin thêm chút thời gian, con nhất định sẽ thuyết phục anh ấy đứng ra làm chứng. Cố gắng bảo vệ đối tượng tình nghi, cô gái vấp phải nhiều khó khăn từ sự hung hãn của kẻ giấu mặt. Good, that's what I like to hear. Get my money ready and don't fuck things up at this time. Trong khi đó, nhận thấy đối tác đã thay lòng, ông Trùm gấp rút đưa ra quyết định mới. Con lập tức bút vé bay qua Thái Lan, con hoàn toàn quyết định xử lý cách nào cũng được. Con biết phải làm gì? Đón xem những diễn biến gây cấn tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Người Thầm Lặng, 21 giờ các buổi tối thứ hai thứ ba trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.